Quý vị ơi, hôm nay Trung cảm rất là hạnh phúc, vinh dự lắm luôn, đã có mặt chương trình tối đêm nay thấm tình Tân Phú Trung. Thì Trung cảm xin chúc cho bà con, cũng như là sắp tới đây là Trung cảm sẽ hát một bài hát tặng quý vị. Lúc nào cũng chúc cho quý vị là hạnh phúc mùa xuân cũng như là mùa cưới quý vị. Gửi tặng gia đình một bài hát rất là mới của Đoàn Phú Vinh, bài hát được mang tên Mừng Trăm Năm Hạnh Phúc. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Cảm ơn những tình cảm, những tràng pháo tay của quý vị. Bây giờ cho phép Trung Cảnh trở lại làn điệu giọng cổ.